Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime. Trong tập 287 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm được thi đấu vòng 3 tại Đại hội Linh Dược. Hắn đang ngồi nghỉ ngơi tại một chỗ. Linh Phi cùng Phong Thiền Yên chỗ Tiêu Viêm chào hỏi. Chuyển sang tập 288 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm được Linh Phi của Linh Năng Giới giới thiệu mình cũng tham gia cuộc thi lần này. Sau khi Tiêu Viêm và em gái Linh Phi đang trao đổi về vấn đề Tiêu Viêm bị đấu thần liên minh vây giết và truyền Tiêu Viêm có hỏa diễm chi tâm, bên tổ công tác trọng tài đã thông báo cuộc thi đấu vòng thứ 3 chung kết bắt đầu. Họ đã đưa ra bài thuốc các thí sinh còn lại hãy luyện chế viên thuốc cửu khiếu tụ hồn đan. Thời gian làm bài 20 năm, ban giám thị không được nói gì thêm. Do đó đám người Linh Phi, Phong Thiện, Tiêu Viêm hay mọi người đang xem độ khó cực cao của viên thuốc. Khi cần mất 9.999.000 mới có thể chế tạo được. Hiện tại hai người Linh Phi và Phong Thiện cho ra ngọn lửa màu trắng của mình bắt đầu vào giai đoạn loại bỏ tạp chất các cây cỏ. Tiêu Viêm đã cho ra lửa 10 tuyệt yêu hỏa màu đen đã biến đổi thành màu tím. Linh Phi chắc chắn Tiêu Viêm có tận 2 hỏa diễm chi tâm. Nhưng Tiêu Viêm không phải có 2 cái mà có tận 3 cái lần. Chuyển đến chỗ một thằng máu đen vẫn nhận định Tiêu Viêm là tà tôn chuyển thế. Về phần đám người Tu Mai đang ngồi trên khán đài, Lý Tùng Núi, Phan Kiệt đang nghĩ cách nào có thể giết được Tiêu Viêm nữa. Khi họ không ăn trộm được 300 bức thần nguyên khí đan của Tiêu Viêm. Trải qua 10 năm sau, các thí sinh đã loại bỏ tạp chất hết các cây cỏ. Họ đang ở giai đoạn thứ 2 sắp bắt đầu chế tạo viên thuốc. Trải qua 5 năm sau, Tiêu Viêm đã chế tạo ra viên thuốc sổ đan. Thì sân thi đấu xâm chấp bắt đầu được nổ khắp nơi. Một đào xâm chấp đánh xuống viên thuốc của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm may mắn đã đỡ được đào xâm chấp thứ nhất. Sau đó đào xâm chấp thứ hai đánh xuống chỗ Tiêu Viêm. Một tên áo đen dùng viên thuốc của mình lợi dụng xâm chấp của Tiêu Viêm chế tạo ké. Vì vậy Tiêu Viêm xem sân thi đấu ai muốn có xâm chấp hắn sẽ cho. Nên hai người Trương Dây Cung và Vương Khoát của đấu thần liên minh cũng không từ chối. Cho đến chỗ Linh Phi, Viên Sô Đan đã đỡ được 6 đạo đàn lôi đã có vết đất nên thất bại. Cộng thêm hai đối thủ bên cạnh. Do đó trên sân thi đấu giờ chỉ còn có 3 người có thể luyện chế, gồm có Tiêu Viêm, Phong Thiện, một người máu đen. Và kết quả Tiêu Viêm và Phong Thiện đã luyện chế thành công viên thuốc. Còn thằng áo đen muốn ăn trộm viên thuốc của Tiêu Viêm không thành công. Sau đó Tu Mai đã phi đến chúc mừng hai người Tiêu Viêm và Phong Thiện. Họ muốn mua viên thuốc của hai người Tiêu Viêm với giá 50 ức thần nguyên khí đan. Phong Thiện đã không bán, còn Tiêu Viêm lại bán. Ngoài ra Tu Mai đưa phần thưởng cho mỗi người một bài thuốc. Về phần thằng áo đen đã rời khỏi nơi này, Tiêu Viêm còn đòi Tu Mai còn giải đặc biệt được thêm vật gì. Tu Mai đưa cho hai người Tiêu Viêm một mảnh tờ giấy nhỏ có bản đồ hỏa diễm chi tâm. Do đó Tiêu Viêm và Phong Thiện đang trao đổi ai sẽ có được tấm bản đồ này. Tiêu Viêm đã cưỡng ép em gái Phong Thiện và có được. Sau đó Tiêu Viêm định rời khỏi nơi này. Hai người Linh Phi và Phong Thiện đã mời Tiêu Viêm trở thành trưởng lão của Linh Năng Giới. Họ sẽ giúp Tiêu Viêm về sau đột phá qua linh hồn vực cánh. Vì vậy Tiêu Viêm, Tiêu Kỳ, Lôi Cơ và hai người Linh Phi đã đi đến một ngôi nhà. Trong cuộc trò chuyện, Linh Phi muốn gặp Hạ Tăng Huy bộ xương khô. Nên Tiêu Viêm đã alo gọi Hạ Tăng Huy đang đi chơi ở Linh Dược Thiên Cung đi đến chỗ mọi người. Tiêu Viêm giới thiệu Hạ Tăng Huy đã trở thành con người sau lần gặp Linh Phi và Phong Thiện ở Hồng Mông Tinh. Em gái Linh Phi muốn cưới Hạ Tăng Huy, nhưng Hạ Tăng Huy từ chối gay gú chỉ là phù du khi hắn đang còn phải đi theo Tiêu Viêm, trừ khi Tiêu Viêm bỏ hắn mới đi kết hôn. Điều này khiến em gái Linh Phi mắt hơi cay cay có nước mắt. Tiêu Viêm đã dẫn đám người Hạ Tăng Huy chào hai người Linh Phi rời đi. Trên đường đi, Tiêu Viêm muốn xem Hạ Tăng Huy lại từ chối phũ phàng với Linh Phi. Hạ Tăng Huy khá thẳng thắn không muốn cho Linh Phi hy vọng yêu đương gì hết. Cứ nói thẳng cho cô ấy đau một lần còn hơn bị lừa. Sau đó Tiêu Viêm đi mua một số loại thuốc. Hắn đang chuẩn bị rời Linh Dược Thiên Cung cùng đám người Lôi Cơ, Đinh Duyệt, Hạ Tăng Huy và Tiêu Kỳ. Hạ Tăng Huy cho Tiêu Viêm biết có người đang đi theo sau. Hơn 100 người do Tu Mai chỉ huy đã xuất hiện. Kèm theo có cả thằng áo đen cũng xuất hiện muốn đánh đám người Tiêu Viêm. Tu Mai xin Tiêu Viêm trả lại 300 ức thần nguyên khí đan có thể rời đi. Không Tiêu Viêm sẽ bị ăn chém ngay lập tức. Cảm ơn anh em đã xem hết video.